Việt Long, Nam Nguyên kính hòa kính chào quý vị với chương trình truyền hình Thế giới trong tuần mỗi ngày thứ tư, và hôm nay là 24 tháng 9 năm 2014. Thưa quý vị và thưa hai anh, tin của hãng thông tấn Reuters cho biết Hoa Kỳ có thể nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, và đến cuối năm nay, nếu như những cuộc thương lượng được thành công, Việt Nam sẽ được mua phi cơ thám sát hải dương P-3 Orion của Mỹ. Máy bay P-3 Orion có khả năng thám sát trên mặt biển cũng như bên dưới mặt biển và có thể phát hiện các loại tàu ngầm. Phi cơ này cũng có sẵn thiết bị để mang và phóng bom hỏa tiễn ngư lôi. Câu hỏi đầu tiên là việc Mỹ bán vũ khí này cho Việt Nam có thể thành hình vào cuối năm nay hay đầu năm tới không, anh Nam Nguyên? Dạ thưa anh, chuyện này thì cũng râm ran khá nhiều. Thưa anh, việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì đã được Việt Nam yêu cầu từ lâu và hai bên cũng đã thương lượng nhiều lần. Đặc biệt trong năm nay, nhiều giới chức hàng đầu của hành pháp, lập pháp và cả quân đội Mỹ nữa đã tấp nập đến Việt Nam sau Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ivan Medeiros và các thượng nghị sĩ John McCain, Sheldon Whitehouse, thì đến lượt Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Hỗn hợp Quân đội Hoa Kỳ đã đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1971, một vị đại tướng tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ đặt chân đến Việt Nam. Đó là điều rất có ý nghĩa về một cuộc hợp tác quân sự sau khi nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã đến Cam Ranh cách đây 2 năm. Nghị sĩ John McCain và tướng Martin Dempsey đều nói là Washington sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó vẫn là những đề nghị do phía Hoa Kỳ đưa ra, kèm theo những điều kiện khác để kiến tạo một công cuộc hợp tác quân sự. Và tôi cũng xin nói ngay là tôi không nghĩ đó sẽ là một mối hợp tác chiến lược hay liên minh quân sự, bởi vì còn rất nhiều yếu tố khác sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt-Mỹ, thưa anh. Vâng, nhưng mà sau những chuyến thăm viếng công tác và thương lượng đó thì liệu Việt Nam có thể mua được vũ khí của Mỹ vào cuối năm nay không, anh? Thưa, theo tôi hiểu ý của anh Nam Nguyên thì việc Mỹ bán phi cơ tuần thám P-3 cho Việt Nam cũng còn trong vòng thương lượng. Thì bây giờ đã gần cuối năm rồi mà mình chưa thấy những cái điều kiện của Mỹ là nó có vẻ gì được Việt Nam đáp ứng hay không. Mới đây thì một cái đề tài thương lượng là Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi là TPP, được nghe nói là sẽ không kịp hình thành trong năm nay vì Hà Nội không thỏa mãn những điều kiện về nhân quyền do Washington nêu ra từ bấy lâu nay. Vấn đề vũ khí sát thương thì cũng đi kèm những cái điều kiện như vậy. Cho nên nếu mà dựa vào tình trạng quan hệ Việt-Mỹ cho đến hôm nay là tôi cũng không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ trước cuối năm nay. Thưa vâng, mới đây thì người ta được biết là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ sang Mỹ vào cuối tháng 9. Nay thì có tin ông Phạm Bình Minh sẽ đến Washington trong thượng tuần tháng 10. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh là người mà giới nghiên cứu về Việt Nam coi là nhân vật chủ chốt của chính sách thắt chặt quan hệ Việt-Mỹ. Chuyến đi Mỹ của ông đã từng bị hoãn lại vào hồi tháng 7. Và Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị đã đi Washington hôm 21 tháng 7 để gặp Thượng nghị sĩ McCain và một số nhà lập pháp khác. Rồi thì Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đi Bắc Kinh vào giữa tháng 8, gần trùng với dịp Đại tướng Dempsey đến Hà Nội. Như vậy, các anh thấy rằng kế sách của Hà Nội về vấn đề quan hệ với Mỹ và Trung Quốc như thế nào? Liệu Hà Nội và Washington có thể bàn thảo để đi đến kết luận về vấn đề vũ khí sát thương cũng như là Hiệp định TPP vào dịp Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đi Hoa Kỳ hay không? Thưa anh, tôi xin trả lời câu hỏi này. Là theo tôi đó thì mối quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung là một câu hỏi rất là nhức đầu cho giới quan sát, giới chính trị, ngoại giao cũng như là giới truyền thông ở khắp Việt Nam, Hoa Kỳ và cả Trung Quốc nữa. Nhưng để trả lời tóm tắt với anh Việt Long thì tôi cho là phía Hoa Kỳ chưa thể lạc quan về một sự chuyển hướng ngoại giao nhanh chóng và cụ thể sang phía Washington trong vài năm nữa. Việt Nam vẫn tiếp tục có nhu cầu củng cố quốc phòng để đứng ở vị trí mà Trung Quốc không thể coi thường, bắt nạt, chiếm biển, chiếm đất của mình. Nhưng họ vẫn tiếp tục phải triều lụy Bắc Kinh về ngoại giao, chính trị để tránh những hành động phá hoại kinh tế và cuộc gây chiến sớm từ phía Trung Quốc. Ngược lại thì cũng vì lý do phải dựa vào Trung Quốc về chính trị, Việt Nam vẫn không thể thỏa mãn điều kiện về nhân quyền và chính trị do Hoa Kỳ đặt ra để có thể được chuyển giao vũ khí sát thương cùng với việc tiến tới ký hiệp định TPP. Nhưng tôi không thể biết chắc là Hoa Kỳ có nhất quán trong lập trường đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam hay là không, thưa anh. Anh nhắc đến ký hiệp ước TPP là cái điều rất hay cho cuộc thảo luận này. Anh cũng nói đến việc mà theo tôi hiểu là Trung Quốc sẽ có thể gây thiệt hại nặng nề cho Hà Nội một khi Bắc Kinh phá vỡ mối quan hệ kinh tế song phương.
Vì thế cho nên hiệp định TPP chính là cái phao cứu cấp cho Việt Nam. Khi có trong tay hiệp định này thì Việt Nam mới thoát được mối lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Và chiếc phao này được quảng cáo cho Việt Nam trong khi Việt Nam đã bị lấn át đủ điều. Trước cả khi mà xảy ra vụ giàn khoan HD981 vào hồi tháng 5. Rồi sau đó là các sứ giả chiến lược của Mỹ đi Việt Nam như con thoi. Như vậy, trong tình thế này, anh Kính Hòa có ý kiến ra sao? Bởi vì hai vấn đề vũ khí sát thương và hiệp định TPP chính là hai trục xoay chiến lược của Việt Nam. Dạ thưa anh Việt Long, thì tôi cũng không có dám có một cái câu trả lời chính xác. Bởi vì từ lâu nay thì đầu não lãnh đạo của Việt Nam, tức là Bộ Chính trị đó, luôn họ dường như bị giằng co giữa hai khuynh hướng. Mình không muốn nói là họ bị chia rẽ vì thân Tàu hay là thân Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ là có sự khác biệt về quan điểm giữa cái cách là muốn chiều theo Trung Quốc vì không tin Mỹ bằng tin Trung Quốc. Và cái cánh khác thì có quan điểm là tin cậy Hoa Kỳ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ. Tuy nhiên tôi nghĩ là sau chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thì người ta có thể thấy rõ hơn cái chiều hướng của hai cái hướng này thưa anh. Thưa vâng, ý kiến của tôi thì tôi cho là Việt Nam sẽ có nhượng bộ về nhân quyền mà thực ra cũng chẳng phải là sự nhượng bộ nào hết. Bởi vì lúc nào Hà Nội cũng có sẵn những lá bài nhân quyền là những người đang bị giam nhốt như những con tin để mà Mỹ phải kèo này. Và về phía Mỹ thì một số nhà sản xuất vũ khí của Mỹ có ngỏ ý hy vọng sẽ bán được phi cơ P-3 Orion không võ trang vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Mỹ cũng cần có Việt Nam theo dõi giúp mình các tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông mà công việc của Mỹ hiện vẫn thường làm. Vì thế tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ có máy bay P-3 nhưng mà chưa có được hiệp ước TPP trong năm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.